Ngân hàng Nhà nước công bố đến cuối tháng 8 năm 2023, số dư tiền gửi tại hệ thống ngân hàng đạt hơn 6,43 triệu tỷ đồng, tăng gần 9% so với cuối năm 2022, tương đương số tăng tuyệt đối là 567.600 tỷ đồng. Riêng tháng 9 năm 2023, người dân gửi thêm vào hệ thống ngân hàng hơn 15.900 tỷ đồng. Theo đó, các ngân hàng thu hút được 6,45 triệu tỷ đồng. Không chỉ thu hút tiền nhàn rỗi từ dân cư, lượng tiền gửi vào ngân hàng của các tổ chức kinh tế cũng tăng mạnh. Tính chung tiền gửi của dân cư và khối tổ chức chảy vào hệ thống ngân hàng đến hết quý 3 năm 2023 đạt 12,68 triệu tỷ đồng, tăng gần 7,3% so với đầu năm. Nhận định về việc tiền nhàn rỗi vẫn chảy vào kênh tiết kiệm bất chấp lãi suất tiền gửi đã giảm khá mạnh thời gian qua. Các chuyên gia cho rằng kênh tiền gửi luôn được người dân ưa chuộng vì tính an toàn dù tỷ suất sinh lời không bằng các kênh đầu tư khác. Nhất là trong bối cảnh hiện nay khi thị trường bất động sản chững lại, thị trường vàng và chứng khoán biến động mạnh gây nhiều rủi ro khiến nhà đầu tư tiếp tục trú ẩn vào kênh tiền gửi tiết kiệm.